Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lập dự toán, tính dự toán chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại thông tư số 16 năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành. Trong cái video này thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn cái cách tính chi phí tư vấn theo thông tư 16 của Bộ Xây dựng, thì trong thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn như thế nào. Và phần thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn cái thao tác trực tiếp để mà lập và tính dự toán chi phí tư vấn trong phần mềm dự toán G8. Thì ở đây thì tôi chọn phần mềm dự toán G8 để mà làm một cái ví dụ cho chúng ta, vì đây là cái phần mềm rất là tốt và rất là ưu việt và được sử dụng rất là rộng rãi trên cả nước, từ ba miền Bắc Trung Nam, cũng như là các ban quản lý dự án, các sở ban ngành, rồi các đơn vị tư vấn, các nhà thầu, vân vân, được sử dụng rất là rộng rãi. Thì đầu tiên tôi sẽ đi sang phần hướng dẫn về cái luật của Bộ Xây dựng hướng dẫn. Thì tại thông tư số 16 năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 12 về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thì ở phía dưới trang số 50 chúng ta có phụ lục số 3 là phụ lục về hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn của chúng ta, cái bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn bao gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là chi phí chuyên gia, phần thứ hai là chi phí quản lý, thứ ba là chi phí khác, thứ tư là thu nhập thuế trước, thứ năm là thuế VAT, và thứ sáu là chi phí dự phòng. Thì bây giờ tôi đi vào từng chi phí một. Thứ nhất là chi phí chuyên gia. Thì ở phía trên đây Bộ Xây dựng hướng dẫn là chuyên gia, ví dụ như là các cái kỹ sư, rồi kiến trúc sư, rồi là chuyên gia kỹ thuật viên, vân vân, và được xác định theo cái thời gian rồi khối lượng công việc của người ta. Đấy. Thì chúng ta có thể tính theo là số lượng tháng người, tính theo ngày người hoặc là giờ người của các chuyên gia hoặc là các kỹ sư hoặc là các kỹ thuật viên, vân vân. Thì cái chi phí thứ nhất này, chi phí chuyên gia, chúng ta phải lập một cái dự toán chi tiết ra. Phần tiền lương của các chuyên gia thì là ở đây Bộ Xây dựng hướng dẫn là chúng ta tuân thủ theo cái luật tính lương của Bộ Xây dựng. Thì hiện nay là năm 2020 thì chúng ta tuân thủ cái việc tính lương theo thông tư số 15/2019 do Bộ Xây dựng ban hành. Và theo đó thì các sở xây dựng cũng như ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành các cái bộ đơn giá nhân công, đơn giá các máy cho tỉnh của mình. Tôi lấy ví dụ, hiện nay là ngày 28 tháng 6 năm 2020 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cái quyết định số 2207. Đấy, về việc là ban hành bảng giá các máy và thiết bị công cũng như là đơn giá xây dựng quý 1/2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở phía trang phía dưới này chúng ta lưu ý là sẽ có ở cái bảng phụ lục đây, tỉnh nào cũng vậy thôi, cũng tương tự nhau thôi, thì các tỉnh sẽ ban hành các cái bảng giá nhân công cho nhân công bình quân, rồi kỹ sư, cũng như là ở đây chúng ta đang tập trung vào chi phí tư vấn thì chúng ta quan tâm đến cái chi phí cái đơn giá nhân công của tư vấn. Ví dụ như là theo quyết định số 2207 này thì kỹ sư cao cấp chủ nhiệm dự án khu vực 1 thì là 1.150.000 đồng một ngày công. Và lưu ý, một ngày công đây có nghĩa là 8 tiếng làm việc một ngày của anh kỹ sư cao cấp hoặc là của chủ nhiệm dự án. Kỹ sư chính chủ nhiệm bộ môn là 875.000 đồng một ngày công. Kỹ sư tư vấn là 585.000 đồng một ngày công, vân vân. Thì chúng ta sẽ lấy cái số liệu về đơn giá nhân công do các tỉnh, ủy ban dân các tỉnh hoặc là sở xây dựng họ sẽ ban hành các quyết định, thì chúng ta sẽ lấy đơn giá nhân lương của các kỹ sư tư vấn ở đây. Tôi lấy ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh ở đây. Tiếp theo, chi phí thứ hai là chi phí quản lý. Ở đây thì chi phí quản lý thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở mục số 2 là chi phí quản lý thì liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, rồi chi phí hoạt động tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng, rồi chi phí bảo hiểm trách nhiệm. Đấy. Và chi phí quản lý được xác định bằng là phần trăm của chi phí chuyên gia. Ví dụ như chi phí chuyên gia là nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì là chi phí quản lý là 50%. Từ 1 tỷ đến 5 tỷ thì từ 1 tỷ mà đến nhỏ hơn 5 tỷ thì sẽ là 50% của chi phí chuyên gia. Lớn bằng 5 tỷ thì sẽ là 45% của chi phí chuyên gia. Đấy. Tiếp theo là chi phí khác, gồm có chi phí văn phòng, rồi chi phí khấu hao thiết bị. Ví dụ văn phòng chúng ta có thể là mua máy tính, mua máy in, vân vân. Ở chi phí mua phần mềm ứng dụng, ví dụ chúng ta có thể là mua phần mềm dự toán G8 để mà tính dự toán, rồi dự thầu, rồi lập tổng đầu tư, rồi là chúng ta tính quyết toán công trình, vân vân, rồi thẩm tra thẩm định công trình dự án, vân vân. Hoặc là chúng ta mua phần mềm vẽ AutoCAD
chẳng hạn đấy, hoặc là áp dụng các công nghệ thông tin công trình BIM nếu có, chi phí hội nghị hội thảo. Thì cái này chúng ta, cái phần chi phí khác này chúng ta phải lập một cái dự toán, sau đó chúng ta đưa xuống mục ba nhỏ chi phí khác ở phía ở cái bảng tính toán này. Tiếp theo, thu nhập thuế trước thì ở đây là chúng ta được là 6% của chi phí chuyên gia và chi phí quản lý, có nghĩa là chúng ta lấy 6% nhân với cả chi phí 1 là chuyên gia cộng với cả chi phí 2 chi phí quản lý ở đây. Thuế giá trị gia tăng thì thường là 10% của bốn cái chi phí chuyên gia, quản lý, chi phí khác và thu nhập thuế trước này. Cuối cùng là chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng sẽ tính theo phần trăm của tất cả các chi phí từ 1 đến 5. Đấy. Và chi phí dự phòng ở đây thì Bộ Xây dựng hướng dẫn chúng ta là gì? Là thường là không quá 10% đấy, tổng của 5 cái chi phí trên. Đấy. Thế thì như vậy là tóm lại là chúng ta sẽ phải lập 6 cái chi phí này đấy, theo cái bảng hướng dẫn ở phụ lục số 3 trong thông tư số 16 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành. Video này tôi làm vào năm 2020, đầu năm 2020, cho nên là cái vào giữa năm 2020, đấy, cho nên là chúng ta đang sử dụng cái thông tư số 16. Sau này khi có thông tư mới thì tôi sẽ hướng làm video bổ sung sau. Bây giờ tôi chuyển sang mục thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà lập một cái dự toán chi phí tư vấn như thế nào. Bây giờ tôi mở phần mềm dự toán G8 ra. Thì để tiết kiệm thời gian là chúng ta phải xem video nhiều, thì giả sử tôi đã có một cái file công trình sẵn và đây tôi có hai phần. Phần thứ nhất ứng hạng mục 1 là phần xây dựng, thì nó có cái công tác bê tông xây chát, thì tôi giả sử tôi nhập sẵn rồi. Thì tôi không đi sâu vào việc nhập này, và chúng ta đã có một công giả sử chúng ta đã có một công trình sẵn rồi. Bây giờ chúng ta tập trung chính vào cái phần mà lập một cái dự toán chi phí tư vấn như thế nào. Đấy. Thì ở đây đơn vị tư vấn của chúng ta sẽ có những chủ nhiệm dự án, kỹ sư ô cấp, rồi là kỹ sư chính, rồi kỹ sư tư vấn. Thì chúng ta sẽ lập những cái mã công tác, mã là tạm tính, mã là TT, tức là tạm tính nhá. Tên ví dụ như là kỹ sư cao cấp chủ nhiệm dự án thì chúng ta tự gõ đây thôi, số lượng là người hay là công tùy chúng ta. Đấy. Khối lượng thì ví dụ như tôi lập một cái công tác tạm tính ở đây, tôi tự điền nhé, tất cả các dòng màu nâu này là tự điền hết, mã tự tạm tính tự điền, kỹ sư cao cấp chủ nhiệm dự án tự điền, người thì chúng ta có một người kỹ sư, là một người chủ nhiệm dự án, chúng ta điền một người đây. Tiếp theo, kỹ sư chính chủ nhiệm bộ môn có mấy người chúng ta điền vào, kỹ sư tư vấn có mấy người chúng ta điền vào. Bây giờ đến vấn đề là cái lương của cái người thợ của các kỹ sư này thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào cái menu hiển thị để hiển thị định mức, hoặc là chúng ta bấm phím F4, hoặc là chúng ta bấm cái nút này trên thanh công cụ để mà hiển thị định mức. Thì chúng ta thấy là ở cái bảng định mức phía dưới thì tôi đã điền sẵn cho chúng ta là kỹ sư tư vấn, kỹ sư cao cấp chủ nhiệm dự án là số công là bao nhiêu, thì chúng ta tự điền vào. Đơn giá đây thì chúng ta tra ở trong cái quyết định này. Ví dụ ta đang sử dụng đơn giá của Hồ Chí Minh thì là 1.150.000 đồng một tháng, thì chúng ta điền, chúng ta tra và tự phần mềm nó sẽ điền đấy chúng ta. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ làm mẫu một cái, tôi chèn một dòng vào và tôi điền mẫu một cái tạm tính là kỹ thuật viên người. Chúng ta có 3 người kỹ thuật viên. Đấy. Thế bây giờ là đơn giá nhân công đấy chưa có, và cái hao phí định mức của kỹ thuật viên là chúng ta là chưa có. Bây giờ chúng ta để vào cột ô mã số dòng đầu tiên, chúng ta bấm enter. Đấy. Thì ở đây là đang là tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta ở cái bảng nhân công ở bên cạnh thì chúng ta chọn là cái giá nhân công tư vấn 2007-2020. Ở đây có hai vùng, có hai khu vực là 1-2, thì chúng ta làm ở vùng khu vực nào chúng ta chọn vùng khu vực đó. Giả sử công trình này là ở khu vực 1, là khu vực trung tâm, tôi chọn khu vực 1. Thì chúng ta để ý ở bên này, trong cái quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh là có 4 mục là kỹ sư cao cấp, kỹ sư chính, kỹ sư và kỹ thuật viên. Thì ở trong này cũng có 4 mục này, trong phần mềm dự toán nó cũng cung cấp cho chúng ta sẵn 4 cái mục này. Tôi phóng to chúng ta nhìn một chút cho nó dễ. Nó cũng có 4 mục này. Và bây giờ chúng ta đang quan tâm kỹ thuật viên, thì chúng ta để vào cái dòng kỹ thuật viên này, thì mức lương đang là 470.000 đồng, thì phần mềm đã tự nhập sẵn chúng ta. Đấy, chúng ta chỉ việc chọn thôi, chọn kỹ thuật viên, sau đó chúng ta bấm nút chọn. Đấy. Thì lúc này phần mềm nó tự điền mã, điền tên là kỹ thuật viên, đơn vị là công, và hao phí mức này thì nó chúng ta phải tự xác định. Đấy, cái hao phí mức này chúng ta tự xác định là bao nhiêu. Giả sử tôi điền là 15, và con số 15 hay là bao nhiêu thì chúng ta tự xác định theo cái thực tế triển khai cái công việc tư vấn thiết kế ở công ty tư vấn của chúng ta. Đấy. Đấy. Chỉ có cái giá này là giá chúng ta tuân thủ, 470.000 này này là chúng ta tuân thủ theo cái quy định của Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ khu vực 1 đang là 470.000, chúng ta nhìn ở đây. Đấy.
Và 15 nhân 470 thì nó ra cái số tiền của chúng ta ở đây. Đấy. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhập các cái kỹ sư khác hoặc là các cái kỹ thuật viên tương tự chúng ta nhập ở đây, nhưng có lẽ như này là đủ rồi. Tiếp theo, ở đây chúng ta còn trong thông tư hướng dẫn chúng ta còn một cái mục nữa là mục chi phí khác. Mục ba nhỏ là chi phí khác, bao gồm văn phòng phẩm, rồi khấu hao máy móc, rồi mua phần mềm, rồi là chi phí hội nghị, hội thảo, vân vân, để chúng ta đưa vào cái mục ba nhỏ chi phí khác ở đây. Thì chúng ta là nhập một cái hạng mục nữa. Mã là HM, tên là tư vấn khác. Tôi nhắc lại một chút về cái chỗ hạng mục tư vấn này, thì chúng ta điền là mã là HM, tên là phần tư vấn hay là tư vấn gì thì cái tên này là chúng ta tự điền. Chỉ có cái mã bắt buộc là HM chúng ta quy định là HM thôi. Thế còn thì cái tên này là chúng ta tự đặt, và tôi đang đặt là tư vấn hay là phần tư vấn hay gì đấy, tùy. Ở đây mã là HM, tên là tư vấn khác, ý tôi muốn lập một cái phần hay một cái hạng mục cho phần chi phí tư vấn khác. Đầu tiên thì tất cả cái này có lẽ là cũng không có đơn giá định mức nào đâu, mà chúng ta phải tự nhập. Ví dụ các cái chi phí khấu hao máy móc thiết bị, dùng máy tính, máy in chẳng hạn, thì chúng ta tự nhập vào thôi. Ví dụ như là mã là HP, là tức là máy tính HP để bàn, máy tính HP để bàn cái, thì chúng ta có 11 cái chẳng hạn. Mỗi một cái thì là bao nhiêu tiền? Ví dụ 15 triệu đồng một cái thì chúng ta điền 15 triệu đồng vào đây. Mã thứ hai là mã G8, là tên là phần mềm dự toán G8 để phục vụ công tác lập tổng đầu tư, lập dự toán, đấu thầu, thẩm định và quyết toán công trình, quyết toán dự án, vân vân. Đơn vị là bộ, ví dụ 22 bộ chẳng hạn. Chúng ta mua bao tiền ở bộ chúng ta điền vào đây, ví dụ 4 triệu chẳng hạn. Đấy. Rồi phần mềm AutoCAD, phần mềm hỗ trợ thiết kế AutoCAD chẳng hạn, có 5 bộ, mỗi bộ là 60 triệu. Phần mềm của nước ngoài rất đắt nhé. Đó. Thì chúng ta mất 300 triệu tiền phần mềm. Rồi hội nghị tổng kết có 3 lần chẳng hạn, mỗi lần 3 vật tư, rồi nhân công, rồi máy móc thiết bị chúng ta thì chúng ta điền vào đây. Nói tóm lại là tất cả các phần tư vấn này là chúng ta giống như công tác tạm tính, chúng ta tự điền cái gì ạ? Tự điền tên, tự điền đơn vị, tự điền khối lượng, tự điền giá, đơn giá vật liệu công máy nếu có, chúng ta tự điền vào đây. Đấy. Còn cái mã chúng ta có thể điền theo cái gợi ý hoặc là mã TT tạm tính cũng được. Đây tôi điền cái này cho nó HP là máy tính HP, G8 là phần mềm G8, AutoCAD là phần mềm với AutoCAD để chúng ta dễ dễ hình dung. Đấy. Còn ngoài ra chúng ta không thích, chúng ta có thể điền là mã TT là tạm tính cũng được. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho chúng ta ở đây, chúng ta có sẵn một cái hạng mục phần xây dựng, phần kết phần móng, phần thân thì chúng ta tự nhập. Thế còn tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta hai phần là phần nhập các cái công tác cho phần tư vấn và các công tác cho phần tư vấn khác. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo cho phần mềm hai cái mục này tương ứng với hạng mục tư vấn và hạng mục tư vấn khác. Chúng ta vào menu công trình này, hệ số chi phí setup này. Chúng ta tích vào cái hạng mục tư vấn, sau đó chúng ta chọn loại mục ở đây. Ở đây thì có rất nhiều loại mục như xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa nhà tạm, rồi lắp đặt thiết bị, tư vấn và tư vấn khác. Thì tất nhiên ở đây chúng ta đang muốn là tư vấn thì chúng ta chọn là tư vấn. Đấy. Tiếp theo chúng ta tích vào cái hạng mục là tư vấn khác ở đây. Đấy. Sau đó chúng ta chọn loại mục ở trên. Thì ở đây cũng tương tự, nó có rất nhiều loại mục thì chúng ta chọn là tư vấn khác. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Đấy. Thì khi đó là phần mềm chúng ta đã khai báo xong các đầu việc, cũng như là khai báo xong cái hạng mục này là tư vấn và hạng mục này là tư vấn khác. Bây giờ cái mà chúng ta mong đợi nhất là cái kết quả để chúng ta xác định cái chi phí tư vấn ở trong cái bảng phụ lục số số 3 này. Đấy, chúng ta xác định được cái bảng này như thế nào, tổng hợp dự toán chi phí tư vấn. Bây giờ chúng ta mở phần mềm ra, chúng ta có hai cách. Cái thứ nhất, chúng ta vào menu dự toán tổng hợp chi phí tư vấn ở đây. Hoặc cách thứ hai là chúng ta bấm vào cái sheet là tổng hợp chi phí tư vấn ở thanh công cụ ở phía dưới cùng màn hình. Đấy. Thì chúng ta thấy có 6 phần là chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, rồi thu nhập thuế trước, thuế giá trị tăng và dự phòng. Ở đây dự phòng tôi đang điền 15% là hơi cao. Tôi phải điều chỉnh lại hệ số chi lắp. Tư vấn đây tôi đang điền 15% hơi cao, tôi điền là 10%. Rồi. Chúng ta có dự phòng 10% ở đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát từng chi phí một xem là phần mềm lấy số liệu ở đâu ra. Ví dụ chi phí chuyên gia là 1.039.500.000 đồng thì nó lấy ở bên sheet tổng hợp cái việc mục OH35. Thì chúng ta có thể sang bên sheet này để chúng ta xem, hoặc là chúng ta bấm tổ hợp phím là Ctrl mở móc vuông. Chúng ta thấy ạ, nó chuyển sang chúng ta OH35 của sheet tổng hợp việc mục ở đây. Thì chúng ta được cái 1 triệu 039.500.000 đồng, 500.000 ở đây.
Thì cái này nó lấy tổng hợp tất cả các chi phí vật liệu, nhân công, máy. Đấy, chủ yếu là chi phí nhân công thôi, chứ còn máy không có để chống, vật liệu không có để chống. Thì cái này sẽ lấy ở giá tổng hợp sang. Chi phí nhân công là giá tổng hợp, chúng ta bấm can chôn mỏ vuông. Thì nó sẽ tính là các kỹ sư chính, rồi chủ nhiệm bộ môn, kỹ sư tư vấn, kỹ thuật viên, số người bao nhiêu, đơn giá nhân công bao nhiêu và tiền nhân công bao nhiêu, và sum tổng cộng là 1.039.500 đồng đây. Đấy, thì nó sẽ đưa qua đây, chúng ta đưa qua đây, đưa tiếp tục sang, đưa sang bên phần chi phí tư vấn chúng ta ở đây. Đấy. Như vậy để mà in cái diễn giải của tư vấn thì chúng ta đương nhiên phải in cái xích công trình liên quan đến cái chỗ phần tư vấn như tôi vừa hướng dẫn. Cái thứ hai, chúng ta phải in cái phần giá tổng hợp này ra để chúng ta giải trình cái bảng này về phần nhân công tư vấn ở đây, để chúng ta biết là tại sao ra được 1.039.500 đồng ở đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta in cái hạng mục phần này ra cũng được, để biết là tổng cuối cùng là bao nhiêu, nó bao gồm cả chủ yếu là chi phí nhân công ở đây thôi. Đấy, và chi phí tư vấn ở đây. Chi phí quản lý thì là theo hướng dẫn là chúng ta tự xác định là theo theo cái chi phí chuyên gia. Đấy, 50% ở đây. Đấy, ví dụ ở đây. Chi phí quản lý. Đây, 1 đến 5 tỷ thì là 50%. Thì đây là 1 tỷ 39 triệu thì là tính được 50%, được 519.750.000 đồng. Chi phí khác thì nó lập dự toán, thì chúng ta sẽ lấy ở tổng hợp cái phiệu mục OH48, chúng ta bấm can chuôn mở móc vuông, thì chúng ta sẽ đến nhảy cái phần là tổng hợp dự toán chi phí xây dựng mà phần tư vấn khác ở đây, thì nó lấy ở H48 ở đây, thì bao gồm cả chi phí vật liệu, nhân công, máy, và tất cả các chi phí vật liệu, công, máy được lấy từ bên giá tổng hợp sang. Chúng ta nhìn đây, theo giá tổng hợp, ví dụ chi phí máy là tổng hợp giá tổng hợp K32, chúng ta bấm can chôn mỏ vuông, nó xem đây giá tổng hợp K32 của phần tư vấn khác ở đây. Đấy, rồi tiếp theo thuế chị đã tăng thu nhập thuế trước thì là 6% của hai cái chi phí này, của hai cái chi phí chuyên gia và chi phí quản lý. Đấy. Tiếp theo chi phí thuế chị đã tăng thì là 10% của tất cả các chi phí trên. Cuối cùng chi dự phòng là 10% của tất cả các chi phí trên. Và tổng cộng chi phí dự toán chi phí tư vấn chúng ta cộng 6 cái chi phí lại, chúng ta được là cái dự toán chi phí tư vấn, và chúng ta in ấn cái bảng này ra, kẹp vào cái hồ sơ tư vấn của chúng ta. Đấy. Như vậy, trong video này tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta xong cái phần hướng dẫn cái phần tính dự toán chi phí tư vấn, thì tôi nhắc lại cái thao tác là các bước như sau. Bước 1 là chúng ta nhập các cái hạng mục công trình, phần xây dựng, phần giao thông, phần thủy lợi, vân vân. Tiếp theo chúng ta tạo hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất là phần tư vấn, mã là HM, tên là tư vấn hay là phần tư vấn. Tiếp theo là các công tác tạm tính để thể hiện các cái phần mà các cái kỹ sư, các cái chủ nhiệm bộ môn, vân vân. Trong đó cái phần mà chi phí nhân công thì chúng ta hiển thị cái bảng, chúng ta hiện cái bảng định mức ra. Sau đó thì chúng ta tra, chúng ta chọn các cái kỹ sư này mà chúng ta không cần phải mất công nhập từ đầu, mà chúng ta chỉ phải chọn thôi. Sau đó thì chúng ta điền cái hao phí mức ở đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta nhập một cái hạng mục nữa là hạng tư vấn khác, bao gồm các chi phí thiết bị, chi phí phần mềm, chi phí hội thảo, vân vân. Thì khối lượng cũng như là đơn giá này là do chúng ta tự nhập. Đấy. Và chúng ta sẽ bấm sang bên cuối cùng, là chúng ta bấm sang bên sheet tổng hợp dự toán chi phí tư vấn để chúng ta xem tất cả các chi phí và cuối cùng là chi phí tổng cộng là bao nhiêu như màn hình chúng ta đang nhìn. Về thông tư số 16 năm 2019 thì chúng ta có thể sang bên phần mềm dự toán G8. Chúng ta vào menu dự toán luật xây dựng. Đấy. Hoặc là chúng ta bấm sang bên sheet luật xây dựng ở đây. Đấy. Sau đó thì chúng ta di chuyển xuống phía dưới một chút thì chúng ta tìm đến cái thông tư số 16 đây, năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành. Thì chúng ta bấm tải về ở mục ở cột tải về đây. Thì phần mềm sẽ mở cho chúng ta cái trang web của văn bản pháp luật của chính phủ, của nhà nước để mà chúng ta tải về. Ví dụ đây là Bộ Xây dựng thông tư số 16. Và chúng ta bấm tải về ở đây để chúng ta tải cái văn bản gốc về. Đấy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong tất cả về cái dự toán chi phí tư vấn. Mọi thắc mắc thì chúng ta có thể vào menu trợ giúp. Chúng ta vào trang web là dự toán g8.com. Cái phần hướng dẫn
về cái chi phí tư vấn của chúng tôi ở đây xin kết thúc. Rất mong được gặp lại các bạn ở trong những cái video sau. Cảm ơn và xin chào các bạn.